Xin chào cô chú, anh chị và các bạn quay trở lại với channel Lùa Lụa Cuộc Sống Mỹ. Mọi người có đang thấy phía sau Lụa là biểu tượng Hollywood không mọi người? Hôm nay Lụa có thời gian đi đây du lịch, biểu tượng Hollywood ở đây rất là đẹp và mọi người cũng tranh thủ chụp ảnh ở đây rất là nhiều. Cho nên là Lụa quyết định tặng cho mọi người một cái video clip ngắn chia sẻ với mọi người, giải đáp thắc mắc với mọi người, những ai mà có ý định đi định cư Mỹ. Thì trước khi đi định cư Mỹ, mọi người hay thường thắc mắc và hỏi nhau rằng là có nên học lái xe ở Việt Nam trước hay không, hay là để qua Mỹ học. Thì Lụa cũng có câu hỏi tương tự luôn. Và sau khi đến Mỹ được 2 tháng, gần 2 tháng thì Lụa đang thấy là cái quyết định của mình nó đúng đắn. Cho nên Lụa muốn chia sẻ góc nhìn của bản thân về cái quyết định đó ở đây và mọi người có thể tham khảo để đưa ra quyết định cho riêng mình nha. Thì trước khi đưa quyết định á, Lụa hay làm một cái khảo sát nhỏ đối với những cái mọi người xung quanh Lụa. Lụa hay hỏi những người ở Việt Nam xem là mình có nên học lái xe ở Việt Nam trước hay không. Thì đa số bạn bè và người thân của Lụa ở Việt Nam đều khuyên là mình nên học trước ở Việt Nam để mình làm quen với chiếc xe và qua Mỹ mình không có bỡ ngỡ. Và Lụa cũng đem câu hỏi đó, Lụa hỏi tất cả những bạn bè, người thân của Lụa bên Mỹ xem là mình có nên học lái xe ở Việt Nam trước hay không. Thì ở Mỹ người ta lại khuyên một cái câu trả lời ngược lại là mình không nên học, để qua Mỹ học. Thì sau khi đến đây 2 tháng thì Lụa thẩm định cái quyết định của Lụa đúng và Lụa muốn chia sẻ với mọi người những lý do chính giúp Lụa đưa ra quyết định ha. Cái lý do thứ nhất là về tiền bạc. Mọi người có thể biết được rằng là tùy chỗ, mọi người không biết là giống nhau hay khác nhau, nhưng chỗ của Lụa hỏi về cái chi phí học lái xe thì gần 20 triệu Việt Nam. Và mình hỏi người thân ở bên Mỹ thì cái chi phí bên Mỹ như thế nào thì họ trả lời là chi phí thi chỉ có 39 đô. Thì 39 đô nó tương đương khoảng 800-900 ngàn tiền Việt Nam. Và bên Mỹ nó có một cái việc là một cái tổ chức phi chính phủ hay phi lợi nhuận như thế nào đó, là họ khuyến khích mọi người đóng góp mà gọi là sao mô và bộ phận cơ thể nếu mà không may gặp tai nạn. Thì cái việc đó nếu mà mình muốn quấn góp, mình đóng góp khoảng 2 đô thì tổng chi phí của mình chừng 41 đô, thì cũng khoảng 900 ngàn đổ lại. Cho nên một bên là 900 ngàn. Quên Lụa nói nữa là cái việc học ở Mỹ là người nhà dạy thì mình không tốn tiền nha, còn nếu mình thuê thì sẽ tốn cho một chút. Thì ở đây Lụa đang nói là so sánh một bên là khoảng 41 đô, 39-41 đô, và một bên là khoảng 20 triệu, thì mình sẽ lựa chọn cái nào? Đương nhiên đối với Lụa 20 triệu là một số tiền Lụa cảm thấy cũng lớn, nó gần như là cái trung bình thu nhập của dân ở mình ở Việt Nam rồi, và mình có thể làm được nhiều thứ đối với 20 triệu đó. Nên lý do đầu tiên duy nhất để Lụa cân nhắc là tiền. Và lý do thứ hai là khi Lụa tìm hiểu thì người nhà Lụa hay giải thích là vì sao mình không nên học ở Việt Nam trước. Đối với những ai đã biết lái xe ở Việt Nam trước rồi thì đó là một cái điểm mạnh của mọi người không phải lạ lẫm với chiếc xe nữa. Nhưng đối với những người chưa lái xe trước thì người nhà ở Mỹ khuyên rằng là vẫn không nên học ở Việt Nam, bởi vì qua Mỹ mình cũng cần phải tốn thời gian để học lại. Cái việc mà mình quen với cái chiếc xe và mình điều khiển được chiếc xe nó dễ, còn cái việc để mình tốn thời gian nhiều, mình học nhiều, đó là việc mình học kỹ về luật giao thông của Mỹ ở đây và mình áp dụng những cái lực đó vào đường bộ mình đi như thế nào mới là điều quan trọng. Cho nên khi mà Lụa đến đây khoảng 2 tháng thì Lụa thấy cái điều đó đúng mọi người. Tại vì khi mà mình qua đây á, mình phải hiểu lực của họ, lực rất là chi tiết, mọi người rất là lắc nhắc, cho nên mình phải tập trung và mình phải làm quen, nó khác hẳn ở Việt Nam. Rồi một cái nữa là khi mà mình học như vậy á, thì mình quen với đường xá, mình đi đường nó sẽ an toàn hơn. Bởi vì mọi người biết không, khi mà mình mua xe ở Mỹ á, mình sẽ phải đóng tiền bảo hiểm mỗi tháng. Nếu xe mình sang nhiều tiền thì cái tiền bảo hiểm mình đóng càng nhiều. Nên nếu mình học luật không kỹ, mình chạy xe, mình không làm quen đường xá kỹ, lỡ mình gây một cái tai nạn dù nhỏ thôi thì cái tiền bảo hiểm mỗi tháng mình đóng sẽ bị tăng lên. Thì giống như một cái mức phạt mà mình đóng phạt mỗi tháng thì mình rất là ớn, phải không mọi người? Cho nên là cái việc mà kỹ và tránh tai nạn ở Mỹ rất là quan trọng. Lụa ví dụ nha, Lụa đưa vài ví dụ để mọi người thấy rằng cái việc học ở Mỹ nó quan trọng như thế nào ha. Còn cái việc học ở Việt Nam thì Lụa thấy nó không quan trọng, bởi vì qua đây nó vẫn phải học lại. Ví dụ như ở Mỹ mình có những cái stop sign, có nghĩa là những cái khu dân cư, cái đường ngã ba ngã tư giao nhau, họ hay có những cái stop sign chứ không phải đèn đỏ nha. Thì mọi người tới đó mọi người phải dừng lại, thì theo nguyên tắc 3 giây là mình phải đếm 101, 102, 103 rồi mình mới đi, quan sát không có xe mình mới đi. Hoặc là đèn đỏ mình được phép quẹo phải thì trước khi quẹo phải mình cũng phải ngừng để mình coi không có xe, không có người đi bộ, cũng theo quy tắc 3 giây luôn, 1, 2, 3 rồi mình mới quẹo. Nhưng mà ở Việt Nam á, mình hay có một cái thói quen là mình chạy rề rề không thấy người mình lại đi luôn. Thì ở đây mình cũng sẽ bị giống cái thói quen vậy, mình cũng bị vậy, mình quên cái việc ngừng đi. Cho nên là Lụa đang nói là Lụa chưa hề học lái xe hơi ở Việt Nam, nhưng mà Lụa còn quen cái cách như vậy. Cho nên Lụa đang ví dụ nếu mọi người đã học ở Việt Nam rồi, mình quen cái cách ở Việt Nam, qua đây mình sửa nó khó hơn. Cho nên là ở đây mình hay chạy rề rề rề, cái mình thấy không có ai mình đi luôn, thì như vậy mình đã phạm luật rồi. Thì như vậy nếu mà có gì xảy ra thì mình là cái người lỗi lớn và mình sẽ phải đền cho người ta, rồi mình đóng tiền bảo hiểm nhiều nữa.
Và một cái thứ hai nữa, Lũ thấy một cái thói quen khác mình cũng phải, một cái việc mình học ở Mỹ nó quan trọng là, ví dụ như ở Việt Nam mình thấy người đi bộ qua đường đi, mình có thể thấy họ vừa qua khỏi cái đầu xe mình có thể chạy được, mình thấy an toàn thì mình chạy. Nhưng ở Mỹ luật họ quy định là nếu mà có người đi bộ qua đường mình phải nhường cho họ. Thì nếu mà họ đã qua đường lên bên kia rồi, ví dụ mình chạy lên bên này, họ đi bộ qua khỏi đầu xe mình, họ qua cái lên bên kia rồi, mình thấy vậy mình chạy luôn là mình cũng sai mọi người. Luật yêu cầu là mình phải chờ người đi bộ họ leo lên lề rồi mình mới được phép đi. Cho nên ý Lũ đang nói ở đây là những cái lắc nhắc như vậy mình phải tập lại rất là nhiều. Cho nên là cái việc điều khiển chiếc xe mình chỉ cần tốn khoảng 3-4 ngày là mình có thể học cách điều khiển chiếc xe. Mình tập được, từ từ được. Nhưng mà cái quan trọng là luật không mới là quan trọng. Cho nên là cái lý do thứ nhất Lũ đang chia sẻ là về tiền bạc ha. Cái lý do thứ hai là mình tốn rất là nhiều thời gian để mình sửa lại những cái thói quen mà bên Việt Nam mình đã có. Cho nên mình học ở Việt Nam nữa thì mình làm cho cái thói quen đó hằng lên rất là nhiều và sửa rất là khó. Và một cái nữa là Lũ phân tích thêm cái chi phí, gọi là chi phí cơ hội dành cho thời gian và tiền bạc của mình. Ví dụ như mọi người học ở Việt Nam, mọi người phải đầu tư thời gian nhiều, mọi người phải bỏ thêm tiền bạc nhiều để mọi người học lái xe. Nhưng cuối cùng qua mình phải học lại. Thì thay vì vậy, cái thời gian đó mình có thể để mình học một cái gì khác nó bổ ích hơn cho cái việc định cư Mỹ của mình. Lũ tin rằng là đa số mọi người thì mình sẽ ưu tiên để cái việc học nghề hoặc là học tiếng Anh nhiều hơn. Thì bây giờ mình dành thời gian đó để mình học nghề hoặc mình học tiếng Anh. Lũ ví dụ như khi nói về phun xăm hoặc là khi nói về làm nail, thì mọi người nghĩ là mình cần thời gian để làm quen với người. Ví dụ như khi mình làm phun xăm thì mình thấy lâu lâu mình có làm cho người ta chảy máu bởi vì kim mình đâm vào da, thì mình cần phải làm quen trước, học trước để mình làm quen cái việc mình thấy máu mình không có ngỡ ngàng. Cho nên là cái đó hợp lý hơn là cái việc mình học lái xe trước ở Việt Nam để mình quen chiếc xe. Tại vì quen chiếc xe dễ lắm mọi người. Cho nên là cái thời gian đó nếu mà mọi người đang đi làm công việc văn phòng giống Lụa, để mình bỏ ra mình học lái xe thì nó phí. Thay vì đó mình học một nghề nào khác nó sẽ gọi là có ích nhiều hơn. Hoặc là qua đây là qua một cái xứ lạ quê người, mình cần phải biết tiếng của người ta. Ví dụ mình qua xứ Mỹ thì cần phải biết tiếng Mỹ. Vậy thì cái thời gian đó mọi người có thể dành để mình học tiếng Anh, để mình có thể giao tiếp được căn bản những cái bên đây. Mình đi mua sắm mà đi khám bệnh, mình làm giấy tờ để mình học được, nó sẽ bổ ích hơn. Ví dụ như 20 triệu thì Lũ nghĩ rằng cái chi phí 20 triệu dành cho học ở Việt Nam á, mình để qua đây mình có thể học, mình học bên đó mình học tiếng Anh được, mình học nghề được, thì để qua đây mình có thể giúp ích được cho mình kiếm tiền được trong giai đoạn khi mình có bằng lái xe rồi. Cho nên Lũ nghĩ là cái thứ nhất về tiền bạc, cái thứ hai về thời gian, và cái thứ ba là cái chi phí cơ hội mình bỏ ra để mình học cái lái xe ở Việt Nam trước nó không đem lại cho mình giá trị nhiều theo quan điểm cá nhân của riêng Lũ. Cho nên là Lũ nghĩ mọi người vẫn phải cân nhắc rất là nhiều. Nếu mà ai đang có giống Lũ thì mình sẽ cân nhắc xem là mình có nên học lái xe trước ở Việt Nam hay không. Còn nếu như mọi người mình đang không có đi làm công việc văn phòng ở Việt Nam, mình đang có rất là nhiều thời gian rảnh, thì ok mọi người có thể học biết trước để điều khiển chiếc xe, nhưng mà cũng không cần đầu tư nhiều thời gian. Mình nên đầu tư nhiều thời gian để mình tìm hiểu về văn hóa nước Mỹ, mình tìm hiểu về sau đây ra đây qua nước Mỹ này thì mình sẽ tìm việc như thế nào, hoặc là mình học cái ngành nghề gì, mình phát triển ra sao. Thì Lũ nghĩ là dành thời gian đó nhiều hơn. Tại vì Lũ tin rằng là mọi người nếu mà thực sự nếu mà dành thời gian tìm hiểu, mình cũng cần rất là nhiều thời gian để đọc những cái bài chia sẻ của những người đi trước, đọc tìm hiểu những thông tin để mình chuẩn bị một cái hành trang mình qua đây thì nó sẽ có lợi nhiều hơn. Cho nên mọi người cân nhắc cái ý kiến của Lụa, cái đóng góp của Lụa để mà đưa ra quyết định đúng đắn nhất nha. Cảm ơn mọi người.